Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là hai cặp loa nha, một cặp toàn giải của Fortet anh em và một cặp Super Trap của Fortet luôn nha. Đây là một cái cặp Super Trap của Fortet ha, có mã là FT28D, dòng này trợ kháng là 8 ohm nha và công suất là 14 tới 40W. Và đặc biệt cái giải tần của con này á là nó đáp ứng từ 1000 ha, 1000 Hz cho đến 50000 Hz nha. Đó. Lên tới 50.000 hẹp thì nó cái tiếng nó lên rất là cao anh em ha, đặc biệt con chép này luôn đó. Thì con chép này với lại cặp loa toàn giải nha, cặp loa toàn giải này thì nó đáp ứng dây tần cũng rất là rộng anh em. Cặp loa toàn giải này thì nó có mã là Fortet ha, Fortet F165WK. Con này giải tần số đáp ứng của nó từ 50 Hz cho tới 21.000 Hz nha anh em nha, trợ kháng 8 ohm và công suất 30W tới 90W nha. Và đây là cái dãy tầng của nó đáp ứng nha anh em. Đó, rất là rộng nha. Đó. Và cái chép Fortet ha, Fortet FT28D. Thì con này nó đáp ứng dãy tầng từ 1kHz nha, 1kHz cho tới 50kHz. Đó, anh em mình có thể thấy trên màn hình. Một cái dãy tầng rất là ấn tượng luôn anh em, một cái dãy tầng nó lên rất là cao nha. Rất là ấn tượng nha anh em nha. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình nghe trước cái cặp loa toàn giải này nha. Thì cái cặp loa toàn giải này á là cái model là Fortet ha, Fortet FF165WK. Thì cặp này anh em mình có thể tra trên Google á, hiện nay có anh em đang bán trên trang web á, là cặp này là giá em xem là 6,5 triệu đây anh em nha. Cặp này em xem giá trên anh em bán trên website là 6,5 triệu đó. Thì cặp này em sẽ bán cho anh em mình với mức giá là 3,2 triệu thôi nha. Lo zin nguyên bản hoạt động tốt nha anh em. Và cái cặp trép Fortet này ha, cặp trép Fortet FT28D này, giải tần từ 1kHz cho tới 50kHz nha. Thì trên website cũng thấy anh em đang bán là 5,5 triệu đó anh em ha. Và cặp này thì em bán cho anh em mình là 2,8 triệu thôi nha, 2,8 triệu thôi. Anh em mình xem, có nhu cầu thì liên hệ với em. Thì anh em mình tra cái thông tin này trên Google sẽ thấy thôi nha. Đó, rồi, và bây giờ thì em sẽ test cái cặp loa toàn giải cho anh em mình cùng nghe nha. Chỉ có hai lo toàn giải để hát thôi nha anh em, hoàn toàn không có lắp thêm thép nha. Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng, vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vị phương Nam, ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dâng. Ơi ơi hò, dòng sông mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ, tình ta ngày tháng phải mong chờ. Hò ơi, hò ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu để mãi đây đông ngoài biến thùy. Ai gieo chỉ khúc hát lâm ly như cõi niềm nhớ. Thì chỉ có hai loa toàn giải để hát thôi anh em, hoàn toàn là không có lắp thêm trép nha.
Tại vì cái tần số của con này nó đáp ứng từ 50 ha, đó, từ 50 cho tới 21.000 ha, 50 cho tới 21.000 Hz. Thì nó đã lên cái tần số trép rất là cao rồi. Bởi vậy anh em mình nghe cái lon này cái tiếng trép ra rất là phê anh em nha. Tiếng trép ra rất là hay luôn, mặc dù là chưa có lắp trép anh em. Thì đa phần những cái dãy tần số từ 50.000 ha, 50 Hz cho tới 21.000 Hz thì phải là những cái thùng lo ba đường tiếng nó mới đáp ứng hết được những cái dãy tần số này. Nhưng mà riêng trên những cái cặp cũ lo toàn dãy của Fortet như thế này nha anh em nha. Những cặp cũ toàn dãy của Fortet như thế này thì nó hoàn toàn ha, nó hoàn toàn đáp ứng được những cái dãy tần số như vậy. Đây là trở kháng là 8 ohm và công suất là 30 tới 90 W nha anh em nha, full RAN ha. Đó. Fortet có mã là FF165WK. Đây là một cái dòng lo toàn dãy rất là hiếm ở Việt Nam anh em nha. Đó, ở Việt Nam mình thì em chưa thấy có anh em nào bán cái dòng này hết, và dòng này tiếng rất là hay. Và cặp này thì em mua được giá tốt anh em, cho nên là bán cho anh em mình giá là 3,2 triệu thôi. Và hiện nay thì em cũng đang search giá trên Google á, thì trên website á, thì cũng có thấy anh em mình đang bán cái cặp này với mức giá là 6,5 triệu. Thì anh em mình cũng có thể tra thêm nha, tra thêm cái thông tin của cái Fortet, cái mã lo này trên Google thì anh em mình sẽ thấy thôi. Đó, cặp này thì em để cho anh em mình giá cực kỳ tốt luôn, 3,2 triệu. Nói chung là anh em mình thật sự thích cái cặp này là hoàn toàn có thể mua được rất là dễ dàng luôn nha, giá rất là tốt cho anh em mình chơi. Lo thì em bao zin nguyên bản nha, bao zin nguyên bản hoạt động tốt và lo rất là đẹp anh em nha. Và cái cặp này á, thì nó chỉ bị anh em mình nhìn kỹ chỗ này nè ha, nó sẽ có một cái gờn gờn nhẹ một tí xíu ở chỗ này nè. Đó, còn lại là zin hết nha anh em nha, zin đẹp hết nha, màn đẹp len keng luôn anh em nha. Đó, màn giấy đẹp len keng luôn, rất là đẹp nha. Để em đo cái đường kính cho anh em mình xem. Thì đo phủ con này là nó 16,5 anh em nha, 16,5 đây ha. Đó, anh em mình có thể thấy rồi. Còn chiều xé của em nói nha, chiều xé của em nói là 10 gần 19 phân nha anh em ha. Lo là nguyên zin nha, gân là gân zin luôn nha anh em, cặp này về gân còn zin luôn ha. Đó, gân zin mã số đây. Rồi, để em quay tiếp cái chiếc này cho anh em mình xem nha, rồi em quay mấy cái chiếc áp này cho anh em mình cùng xem luôn ha. Thì cái dòng này thì nó thiết kế cái nón của nó chính giữa nó sẽ có một cái đường gờ anh em nha, nó có một cái đường gờ như thế này, nhìn rất là đẹp anh em. Anh em có thể để đứng như thế này, hoặc khi anh em mình lắp thùng anh em mình muốn để ngang hay để đứng gì đó thì anh em mình lắp nha. Đó, đây rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Đó, chính giữa hãng thiết kế một cái đường gờ ha, một đường gờ nhìn rất là đẹp nha anh em. Lo thì bao zin nha, bao zin hoạt động tốt, tiếng rất là hay, cũ rất là to và cũ rất là đẹp luôn. Đó, rồi anh em mình có nhu cầu cặp này thì liên hệ với em nha. Đó, lo zin hát tốt ha, Fortet thì tiếng tuyệt vời anh em. Bên đây có máy tinh chỉnh nè, tí em quay máy tinh chỉnh này cho anh em mình xem nha. Tinh chỉnh này anh em mình chỉnh cho trép nè, trung nè ha, trép giấy, trép đơm, trép kèn, trung giấy gì cũng đều được hết á. Và đây là một cái dòng super trép ha, một cái dòng super trép của Fortet nha anh em nha. Fortet có mã là FT28D, trở kháng là 8 ohm và công suất là 14 cho tới 40 W nha anh em nha. Hàng xịn sò của Fortet ha. Kiền này của nó là kiền gan nha, kiền gan đốt ha. Trên này nó có chữ Fortet nữa nè. Và đây là mã số này ha. Thì cái cặp này nó có cái đường kính là gần 7,5 nha anh em nha. Đo chiều ngang của em nói là 7,5 hơn tí á ha. Còn chiều này của em nói là được 9 phân nha, 9 phân kém tí nha. Đó. Rồi, cái cặp này thì nón lụa nha, nón lụa ha, lo di nguyên bản nha. Cái miếng đây nó có một cái miếng nỉ anh em ha. Đây nó có một cái miếng nỉ nè, miếng nỉ là chưa tháo lần nào luôn nha. Cái miếng nỉ này là chưa tháo lần nào luôn. Cái miếng nỉ này tháo ra nó sẽ bị giãn anh em, lắp lại nó sẽ không được đẹp như zin như thế này đâu nha. Đó. Đây. Cái miếng nỉ là còn nguyên zin chưa tháo lần nào nha anh em. Đó, và cũ đây, cũ rất là đẹp nha, cũ rất là đẹp. Rồi, em quay chiếc này luôn cho anh em mình xem. Cặp Fortet này thì nó có hai cái miếng này ha, hai miếng ron. Đó. Đây anh em nha, đây, này mình thấy ha, hai miếng nỉ là còn nguyên chưa tháo lần nào nha anh em. Và đây là bộ phận cái củ lo của chiếc còn lại nha, củ lo của chiếc còn lại ha. Đó, rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Đây, đây thì nó cũng sẽ có cái chữ Fortet nằm ở chỗ này nha anh em nha. Rồi, thì cái cặp chép Fortet này thì cái dãy tần của nó em nói đáp ứng á, là từ 1000 Hz ha cho tới 50000 Hz, một cái dãy tần lên rất là cao. Đây là một cái dòng lo super trap nha, super trap ha. Thì cặp này trên website thì em đang thấy bán là 5,5 triệu anh em ha. Cặp này thì em để cho anh em mình là 2,8 triệu thôi nha, 2,8 triệu thôi. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha, lo nguyên zin hát tốt nha. Cái miếng nỉ là chưa tháo lần nào ha. Rồi, và bên đây thì em sẽ có những cái tinh chỉnh nha, mấy cái cặp tinh chỉnh để anh em mình về chơi trung và trép ha. Đó. Hoặc anh em mình chơi kèn gì cũng đều được, đều là tinh chỉnh 8 ohm nha. Đó, tinh chỉnh 8 ohm. Thì những cái tinh chỉnh này là nó sử dụng cho tụ, khi mà anh em mình kẹp thêm tụ và kẹp thêm tinh chỉnh này hoặc là sau phân tầng anh em, thì anh em mình có thể chỉnh lớn chỉnh nhỏ ha, chỉnh lớn chỉnh nhỏ cho cái
chung hoặc cái trép của anh em mình, hoặc anh em mình chơi những cái super trép này cũng được, hoặc chơi những kèn nó cũng rất là ngon. Thì cái tinh chỉnh này giá là 300 ngàn một cặp nha, 300 ngàn một cặp, hàng zin đẹp cho anh em nha, 300 ngàn một cặp hàng zin đẹp. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha, 300 ngàn một cặp như thế này, hàng xịn sò của Nhật ha. Và hàng này thì cao cấp hơn nha anh em nha, hàng này cao cấp hơn, hàng này là hàng của Fortet nha. À, xin lỗi anh em mình, hàng này hàng của Coran nha, hàng của Coran, nó có mã là AT102 đó. Đây nó có một cái mặt nhôm luôn ha, đó, vàng ké bên trong luôn. Đây, toàn thân là còn nguyên si ha, nguyên si, chưa tháo lần nào. Đó. Đây. Tinh chỉnh 8 ôm nha, tinh chỉnh 8 ôm. Dòng này thì dặn bao phê anh em ha, dòng này dặn bao phê. Đó. À, dòng tinh chỉnh của Coran AT102. Đó. Cái dòng này thì giá là 1 triệu một cặp nha anh em nha. Dòng này giá là 1 triệu một cặp nha. Tại vì mấy cái dòng này thì giá trị nó rất là cao anh em ha. Đa phần những anh em mình chơi audio, những cái lo anh em mình chơi lâu năm á, thì anh em mình mới chơi tới những cái cặp này ha. Đó. Còn anh em mình chơi lo bình thường á, thì có thể lấy những cặp 300 ngàn như thế này là ok rồi. Còn anh em mình chơi những cái lo cao tiền ha. Đó. Thì anh em mình có thể đầu tư những cái tinh chỉnh như thế này để anh em mình chơi nha. Những cái này thì dặn rất là up phê anh em ha. Dặn rất là sướng. Đó. Tinh chỉnh của Coran. Thì hàng Coran với Fortet thì nói chung là rất là đỉnh nha. Âm thanh và cái đó mức độ sản phẩm của nó làm rất là tốt ha. Hãng làm rất là tốt. Đó. Cái dòng Coran AT102 này là 1 triệu một cặp nha anh em. Và dòng này thì 300. Rồi clip em xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình. Và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.